dịch mà đang trong thời kỳ cách ly lại hết giấy vẽ, phải làm thế nào đây? Tiết kiệm là quốc sách. Đã có giấy vẽ, giờ thì cùng bắt đầu. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với chủ đề từ vựng và vẽ. Người cá trong tiếng Anh là gì? Từ này được đọc là mermaid. Nào, giờ chúng ta hãy cùng đọc theo nha. Mermaid. Mermaid. Bắt đầu bẻ hai mắt trước. Một mắt là từ chữ A. Một mắt là từ chữ G. Một nét của chữ M sẽ được bẻ thành lỗ tai. Chữ Y mình sẽ bẻ thành cái mũi. Giờ thì nối các nét của các chữ lại với nhau để tạo ra khuôn mặt của nàng tiên cá. Vẽ phần tóc mái. Vẽ cái miệng nhỏ xinh. Tô điểm thêm mái tóc của nàng tiên cá bằng một bông hoa được vẽ từ nét còn lại của chữ M ban nãy. Cổ đeo một sợi cườm ngọc trai. Hoàn thiện phần đuôi tóc với chữ E và chữ R. Hai cánh tay cùng một bờ vai thon thả. Vẽ một cái áo hình vỏ sò. Kế đến là eo. Và nàng tiên cá thì sẽ không có chân mà sẽ có đuôi giống như cá. Phần đuôi sẽ được nối dài đến chữ M. Sẽ vẽ thêm một con cua và một con ốc nữa. Mình xí khoan đã, mình vừa nhớ ra là sáng nay mình quên chưa cho mấy nàng tiên cá của mình ăn. Đây là mấy nàng tiên cá của mình.
không quên từ vựng hôm nay mình đã học. Người cá